Chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tổng kết và trao giải tuyên truyền xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường năm 2023. Đây là giải diễn ra hàng năm, cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện. Qua hơn 2 tháng phát động, từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, ban tổ chức đã nhận 137 tác phẩm dự thi đến từ các cá nhân, tổ chức, các phóng viên, nhà báo thuộc cơ quan báo đài địa phương, cơ quan báo chí trung ương và địa phương khác đóng chân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cổng và trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố. Sau khi chấm chọn, 14 tác phẩm được trao giải, gồm 2 giải nhất, trong đó giải nhất tập thể thuộc về Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, giải nhất cá nhân thuộc về Báo Công Thương, 2 giải nhì, 4 giải ba, 6 giải khuyến khích dành cho giải tập thể và giải cá nhân. Theo ban tổ chức, các tác phẩm dự thi có sự đầu tư kỹ lưỡng đạt chất lượng cao, đặc biệt giải lần này đã thu hút được đông đảo số lượng tác phẩm do các tác giả thực hiện, đăng tải trên các tờ báo, tạp chí, báo điện tử thuộc cơ quan báo chí trung ương và địa phương khác đóng chân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua giải, ban tổ chức mong muốn nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của thành phố Đà Nẵng về đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường. Đồng thời, đây cũng là dịp để ghi nhận và cổ vũ, động viên các cá nhân, tổ chức, nhà báo, tác giả, nhóm tác giả đã tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của thành phố trong thực hiện bảo vệ môi trường, góp phần cùng Đà Nẵng xây dựng, giữ vững thương hiệu, thành phố sạch, điểm đến xanh thời gian qua.